phần nghiệm thi của thí sinh Phan Văn Bạch Đức Diều. Sau đây sẽ là số danh 61, thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Hà, bài hát kỳ thi Má ơi. Và xin được trân mời thí sinh Vô Kim Tuyến, mã số 102 của lòng quý vị.
em có một cái giọng có được cái giọng ca trời phú á, nhưng mà cố gắng là mình còn trẻ cho nên là sau cuộc thi thì nếu như em đam mê nghề, em đam mê với cải lương, đam mê với học cổ thì em sẽ cố gắng là tìm thầy để học, mình học, mình trao dồi thi. Thứ nhất là học nhịp ha, và thứ hai là học cái cách hát, tại vì rất là tiếc cứ lúc mà em hát lên đó thì chị Lý Lâm có nói là một cái giọng dễ thương quá, nhưng mà sau đó thì lại có một số cái không được ổn lắm, nên là nếu như em đam mê thì đừng bỏ cuộc, hãy về cố gắng rèn luyện nha. Ở đây lại có nhiều chứ không có nhiều, nhưng mà cái quan trọng của em là chưa có được làm quen với đời nhiều. Cái bài má hai lúc này cũng vậy, là em ca mà em mặc cái băng ca không có vui gì đời vậy á, là cái nhịp nó cứ rất liên tục, cho nên là em phải tìm thầy để học hỏi nhiều hơn về cái nhịp và cái phát âm của em nữa. Cái quan trọng là cái phát âm của em, phát âm làm sao để cho chính xác và nhả chữ cũng được chuyên nghiệp hơn, rồi cố gắng nhiều hơn nha. Trở lại với phần dự thi hôm nay, đó là thí sinh Nguyễn Thị Hiền Hậu, mã số báo danh 77, bài hát dự thi Bao giờ anh đau khổ. Và xin được thân mời thí sinh Nguyễn Thị Trường An, mã số 67, vui lòng chuẩn bị. Thank you.
Từ từ mà nói anh ca xong rồi có lẽ là anh với Lâm cùng đau khổ quá mà không dám tìm đến thôi. Tại vì thật sự mà nói thì cái lành hơi em rất ngọt. Và khi coi cái danh sách đăng ký của em là em sinh năm 1998 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay đang hoạt động cái gì? Đi hát. Có học ở trường sân khấu ra không? Dạ không ạ. Đi học ở đâu ra? Dạ ba mẹ dẫn đi hát từ hồi nhỏ á. Gia đình trong trong nghề. Dạ đúng ạ. Ba là gì? Ba tên gì? Dạ ba tên Giang Tiến ạ. Giang Tiến hả? Dạ. Giang Tiến hả? Dạ đúng ạ. Rồi bây giờ chị nói là hiện hậu hiện nay là coi như là em còn rất trẻ, đăng ký thành phố Hồ Chí Minh, em có làm thơ rất là ngọt. Nhưng mà trong cái ca của em có cái những cái chữ em buông ra nó tự nhiên nó ngược lại với hết cái làn thơ của em. Em đang ca rất nghe rất là thích, nhưng trong đó tự nhiên có những cái giọng cất lên, có những câu buông lơi cái người em ra. Mà thật sự mà nói thì cái làn thơ này là làn thơ của Bích Lương mình rồi. Có lẽ là trong đầu gia đình đầu rồi. Thì anh rất muốn nghe em ca lại một cái bài khác. Không biết là Lâm anh đang cầm video sẽ nói gì, nhưng mà đi hát thì rất muốn nghe lại. Anh muốn nghe em ca bài tập trung lại. Đừng để lơi những cái câu ca ra. Đang ca rất hay, tự lơi ra những cái chữ ca rất là nghiệp dư. Mà có lẽ là anh cảm giác rằng nó chỉ đừng bớt lên hơi bụi. Em đẩy lên hơi bụi dữ quá. Nhịp nhàng, sắc dốc và chất giọng của em đó là dành cho cái cuộc thi vui vẻ này. Nhưng mà trong cái ca nó có những cái nó nghiệp dư lắm. Anh không hiểu là tại có lẽ không tập trung em rung, giống như cái câu vô em bị rung. Cho nên là cái hơi em kêu xuống trong cổ nên là không được đầy đặn. Nó có một cái gì đó bị rung, cho nên nó mất đi cái này của nó. Thì anh rất muốn nghe em ca lại một cái câu vô cổ nào đó mà có dị cảm hơn chút xíu. Sức khỏe còn hơn nữa, anh chỉ thắc mắc là hôm nay có khỏe hay không thôi. Dạ khỏe, mà tại rung. Rồi bây giờ thi xong rồi hết rung rồi. Dạ. Thì mình cố gắng mình tập trung để mình bình tĩnh mình càng thêm. Bây giờ phần thi đã xong rồi, bây giờ anh muốn nghe mà thôi, em đã bình tĩnh cả rồi đấy. Chị nên nhắc cái này là cố gắng khi mà em đã dùng hết tất cả các lực tấm ngay đầu con vô thì chừa lại để xuống vùng cổ nha. Để người ta nói em là đầu voi mà đuôi chuột đó, không khí như thế. Cho nên là cố gắng giữ lại để mình xuống. Rồi em trả lại câu lúc nãy hay là câu khác? Vậy là câu nào mà em thấy hay nhất từ ý kiến của em? Ai mua sầu riêng có ai mua sầu.
À, hiện nay thì bạn đang công tác ở đâu, bạn đang làm công việc gì? Hiện nay thì em đang làm văn phòng ạ. À, bạn hát lâu chưa? Em đi hát từ sau cuộc thi bông đúc vàng 2015. À, trong danh sách thì các bạn đăng ký là ở Đồng Tháp. Vậy hiện tại bạn đang ở đâu? Em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. À, cái giọng của Trường An thì rất là lạ. Bạn không có cái sự gọi là luyến lái mềm mại như là giọng ca hát, nhưng mà ở bạn có cái sự gọi là chân phương và bộc mạc, thì đó là cái ưu điểm của nghệ nhân và cái thế mạnh của Trường An. Nhưng mà một cái phát âm hơi tôi nghĩ là bạn nên sửa đổi lại là gì, chậm chờ những cái C thì bạn nên chậm chờ hay là phóng chờ, phóng chờ những cái chữ C CH của bạn đó, thì bạn lại đi bỏ cái chữ sờ đầu đi, sờ đầu đi, chậm chờ này nọ thì là bỏ, mình nghĩ sẽ thấy dễ chịu thoải mái hơn. Ngoài ra thì nhịp nhàng thì cứng rồi, nhưng mà cái đầu câu hai trước khi vô cái hò một thì có vẻ bị chậm, thì đó mình phải tiếp tục những đoạn nhỏ thôi để cho mình ngày một tiến bộ hơn. Chúc mừng bạn. Tiếp theo sau đây xin được thân mời quý vị cùng đến với thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Kim, mã số 68, với bài hát dự thi Vườn Tiêu Quê Mẹ, và xin được thân mời thí sinh Nguyễn Trung Hiếu. Yeah.
xin được cảm ơn.